Giờ đại lang nào lắm đấy, con mặt con hả? Con tác giả dễ thương quá, tâm cơ trộn 2 tuần, con hát ngon lắm. Mà trộn không? Tác giả là gì được, ta trộn mà luôn nha nhớ. Con không được, con hát bậy thôi, xin lỗi tác giả làm gì như vậy. Thôi bỏ luôn đi. Mà nó đáng, mà hát là đồ kiệt, đồ giả, nó xỉn được. Thôi bỏ đi, làm cái đoạn hát đi. Đoạn nào? Làm cái đoạn mà lan cho tiền nghĩa đi. Mà có tốt, đi xuống quỷ lan, không có cho tiền nghĩa đó. Chó lan có sống tiền nghĩa mà. Là sao? Đâu có xin lỗi đi con Lan, đi xưa mày đặt tình nghĩa cho nghiệp nghiệp con Lan đấy. À, em muốn nó quen, có tình nghiệp, nghiệp chưa nghiệp luôn, nó nhát á. Ủa, thằng nghiệp luôn, giờ không ổn biết nào, thương nợ tầm lưng bây giờ ở đó mày nè. Con Lan hát, à, à. Trời ơi, cái đó là con Lan hát, đúng chưa? Bạn ta, con Lan ngày xưa ta ở sạch sẽ, sống tình nghĩa. À, con Lan hát, hậu giờ nó sống ổn. Rồi, thôi bây giờ mình vô rồi đó. Bây giờ cuốn diễn đúng không? Cuốn diễn là mình phải lấy tiền thiệt. Trời đất ơi, ngài nhìn quý anh nhớ mang theo tiền lời, trong lúc nó lấy tiền mà nó bẻ lội tay mình chẳng lắm chắc lắm rồi mình bẻ muốn. Ủa mày đang hát mày đi đâu vậy? Lấy đủ tiền đi nữa gì nữa. Đúng rồi. Bây giờ đầu năm đầu tháng mình hát cùng mày đàng hoàng tặng bà con của bác này như gì mùng ba được không? Đâu có vậy.